Các bạn thân mến, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Thì trong video này tôi hứa sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp làm bài thi trắc nghiệm bộ môn giáo dục công dân của chúng ta. Như các bạn đã biết thì với cái cấu trúc và cái nội dung của bài giáo dục công dân thì chúng ta cần nắm một số những cái điểm sau. Thứ nhất là các bạn phải lưu ý là trong chuyên đề chúng ta bao gồm là có 9 chuyên đề. Thì tất cả 9 cái chuyên đề này thì tương ứng với 9 bài trong bộ môn giáo dục công dân lớp 12. Riêng cái bài số 10 là cái bài giảm tải, và một số những cái nội dung trong từng cái bài từ bài 1 đến bài 9 sẽ có những cái giảm tải thì các bạn không cần học. Thì cái phần này thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Mà một số điểm lưu ý trong cái công văn của chúng ta lưu ý là chúng ta không cần phải học thuộc từng cái khái niệm, từng cái định nghĩa như ở trong sách giáo khoa, mà chúng ta cần học kỹ từng cái đơn vị kiến thức trong bài để nhận biết và hiểu được nội dung của kiến thức đó. Và một cái lưu ý nữa là một cái nội dung kiến thức thì có thể được hỏi ở nhiều câu và nhiều cách khác nhau. Nếu chúng ta đã hiểu được vấn đề thì sẽ trả lời được hết các cái câu hỏi theo các mức độ. Thì ở các cái mức độ trong đề thi của chúng ta lưu ý là mức độ của chúng ta là có các cái mức độ từ nhận biết, thông hiểu, và vận dụng thấp và vận dụng cao. Đây là theo cái cấu trúc của cái đề. Tức là trong cái đề của chúng ta sẽ bao gồm là nhận biết này, thông hiểu, vận dụng. Thì trong vận dụng có hai loại là vận dụng thấp và vận dụng cao. Đó, thì cái đó các bạn cũng cất là lưu ý. Thứ hai là các bạn cũng không cần phải nhớ tên các cái luật. Các bạn lưu ý là chúng ta cũng không cần phải nhớ tên các cái luật và các cái điều khoản làm gì. Rất là rắc rối. Chưa? Cũng như là chi tiết từng cái hình phạt rồi mức độ xử phạt làm sao, cái này rất là máy móc. Trong các cái bộ luật như là luật hình sự, luật hành chính và một số những cái luật khác mà chúng ta cũng không có cần phải nhớ chi tiết như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cái câu hỏi trong bài thì sẽ ở các cái mức độ khác nhau. Trong đó thì cái câu nhận biết và cái câu thông hiểu sẽ bao trùm ở tất cả các cái bài của lớp 12. Vậy chúng ta có 9 bài thì chắc chắn là người ta ra ở dạng nhận biết và cái dạng thông hiểu sẽ là nhiều nhất. Còn các cái dạng như vận dụng thấp và vận dụng cao thì nó chỉ có ở một số cái nội dung bài nhất định thôi. Ví dụ như là ở cái mức độ nhận biết và thông hiểu thì chúng ta cần học để nhận biết và hiểu, làm quen với những cái kiến thức cơ bản của bài học. Đó, thì trong cái video trước thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn một số những cái câu dạng nhận biết thông hiểu ở cái bài số 1 pháp luật đời sống đó, các bạn có thể xem lại trong cái phần video của tôi. Và cái thứ hai ấy, ở cái mức độ mà vận dụng thấp và vận dụng cao thì các bạn lưu ý là ở vận dụng á, cái dạng vận dụng ở đây chúng ta có hai cái loại như vừa nãy tôi giới thiệu là vận dụng thấp và vận dụng cao. Thì trên cái cơ sở chúng ta đã học thì người ta sẽ đưa chúng ta vào một cái hoàn cảnh nào đó để chúng ta nhận xét hoặc đánh giá được các hành vi đúng hay sai, hoặc là chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống. Thì các cái câu hỏi trắc nghiệm ở dạng vận dụng này chính là chủ yếu là các cái tình huống thôi, thực tiễn mà chúng ta đã gặp hoặc chúng ta chứng kiến hoặc là chúng ta được biết trong thực tiễn đời sống ở nhà cũng như khu dân cư hoặc là trường học hoặc là chúng ta ở ngoài xã hội. Vậy thì các phương án trả lời cho những tình huống này được thể hiện ở cái loại trắc nghiệm thôi. Đấy, do vậy nó rất là đơn giản. Như vậy thì với cái bộ môn này chúng ta để làm tốt đó, thì chúng ta cần lưu ý một số những cái điểm sau để chúng ta quá trình chúng ta học. Thứ nhất là các bạn cần học đầy đủ và học kỹ các cái bài trong chương trình lớp 12. Như vậy trong chương trình lớp 12 chúng ta thì bao gồm là 10 bài. Tuy nhiên bài số 10 là cái bài giảm tải. Và một số cái bài từ bài 1 đến bài 9 thì nó sẽ có một số cái phần người ta gọi là giảm tải. Chúng ta cũng không cần học tới. Đây, những cái định nghĩa, đặc điểm đến nội dung kiến thức của từng mục. Nhưng mà chúng ta lưu ý là chúng ta cần lưu ý là gì? Là những cái nội dung chính á, thì nó sẽ chiếm phần lớn các cái đơn vị kiến thức và bỏ qua những cái nội dung phụ như các cái câu dẫn
chúng ta cũng không cần để ý tới nhiều cái câu dẫn đâu. Ví dụ như ở bài số 6 chẳng hạn, thì các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp, luật quy định mối quan hệ cơ bản giữa nhà nước và công dân, hoặc là các cái nội dung giải thích thêm, thì cái này chúng ta cũng không cần phải học những cái câu dẫn chi tiết vậy làm gì cho nó mệt. Thế thì các bạn cũng rất là lưu ý. Nội dung thứ hai, các bạn cũng cố gắng là chúng ta luyện tập củng cố các cái câu hỏi nhận biết và cái câu hỏi thông hiểu trên cơ sở kiến thức mà chúng ta đã học, và vận dụng các cái này để chúng ta giải quyết các cái bài tập ở các cái mức độ vận dụng thấp và vận dụng cao. Đây, riêng đối với các cái dạng bài tập vận dụng á, thì chúng ta cần phải phân tích, lý giải hoặc là đánh giá các hiện tượng đã đang xảy ra trong đời sống. Ví dụ như bữa trước ở trong cái bài số 1 nữa mà tôi cũng đã đánh giá cho các bạn á, chúng ta có thể liên hệ ví dụ như cái tuổi nào thì nó sẽ chịu cái trách nhiệm hình sự đó, thì chúng ta có thể là nắm được và biết được những cái nội dung, ví dụ như vì sao mà cái vụ án của Lê Văn Luyện đó, mà hung thủ này gây đi ba cái mạng người như vậy mà không bị chịu cái án là chung thân hoặc là tử hình mà chỉ 18 tháng thôi. Thế do vậy thì chúng ta cũng cần phải lý giải những cái vấn đề trong cái đời sống để chúng ta nắm được. Đó thì cơ bản là như vậy thì các bạn sẽ nắm được. Thì trên cơ sở cái video này thì tôi hướng dẫn cho các bạn một số cái nội dung để chúng ta có những cái định hướng chúng ta học. Và các bạn lưu ý một cái điều là chúng ta không cần phải quá máy móc nha, chúng ta không cần phải học quá máy móc, chúng ta chỉ cần học những cái nội dung chính thôi. Và theo cái định hướng thì có thể là trong cái năm 2017 thì cái tuyển sinh thì một số cái trường người ta sẽ lấy cái môn giáo dục công dân để người ta xét vào đại học, thì cái tổ hợp môn của họ như thế nào thì bây giờ là các cái trường đại học họ đang là tính toán và họ thực hiện. Đấy thì các bạn cũng cố gắng chúng ta thực hiện, thì ở đây nếu mà chúng ta đạt cái mức độ mà điểm 6, 7 thì chúng ta thực hiện theo cái hướng của tôi thì cơ bản. Còn lại các bạn muốn đạt cái điểm cao hơn thì mà các bạn tiếp tục theo dõi các cái video tiếp theo, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái tuyệt chiêu để chúng ta có cái điểm cao nhất. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.